Nhận định bóng đá Hoàng Anh Gia Lai với Sông Lam Nghệ An vòng 17 V-League 17 giờ ngày 21 tháng 7. Trong đó Lương Xuân Trường là cái tên được chú ý nhiều nhất. Cập nhật thông tin trước trận đấu, đội hình ra sân. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube để cập nhật thông tin mới nhất về trận đấu. Link trực tiếp dưới phần mô tả video. Kể từ khi trở lại Việt Nam thi đấu cho Hoàng Anh Gia Lai ở giai đoạn lượt về, trận đấu với Hà Nội FC là lần đầu tiên Xuân Trường thi đấu trọn vẹn 90 phút. Dấu ấn lớn nhất mà cầu thủ người Tuyên Quang tạo được chính là đường chuyền ở cự ly 30m giúp cho Văn Toàn lập công ở những phút bù giờ cuối cùng. Chắc chắn những người hâm mộ đội bóng phố núi nói chung cũng như những fan của Xuân Trường nói riêng muốn được nhìn thấy nhiều tình huống như thế ở những trận đấu còn lại của mùa giải. Nếu có được phong độ ổn định hơn, một suất góp mặt trong đội hình của đội tuyển Việt Nam dự vòng loại World Cup 2019 nằm trong tay của cầu thủ người Tuyên Quang. Với Hoàng Anh Gia Lai sau chuỗi trận ấn tượng cùng với huấn luyện viên Lee Tae-hoon khi mới nhận chức, đã không biết đến mùi chiến thắng ở 7 vòng đấu gần đây, khiến đội bóng phố núi từ vị trí ở nửa trên VXH rơi xuống đứng thứ hai từ dưới lên. Chiến thắng là nhiệm vụ bắt buộc với Hoàng Anh Gia Lai nếu như không muốn bị Sanna Khánh Hòa bắt kịp về mặt điểm số. Đối thủ của Xuân Trường và các đồng đội là Sông Lam Nghệ An cũng đang rất cần một chiến thắng. Đội bóng xứ Nghệ đã trải qua 3 trận đấu lượt về với thành tích 2 hòa và 1 thua. Chiến thắng gần nhất của đội bóng này chính là trước đội chủ sân Pleiku tại vòng 13 V-League trên sân nhà. Bộ đôi Olaha và Vinicius chưa cho thấy sự ăn ý cần thiết trên hàng công. Trong khi đó Khắc Ngọc đang có dấu hiệu sa sút, khó khăn hơn cho huấn luyện viên Đức Thắng khi hậu vệ Trần Đình Hoàng bị treo giò vì đã nhận đủ 3 thẻ vàng. Thành tích làm khách trên sân Hoàng Anh Gia Lai cũng không tốt khi chỉ thắng được 2, hòa 5 và để thua 7 trận. Cuộc đối đầu giữa Sông Lam Nghệ An với Hoàng Anh Gia Lai sẽ được diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 21 tháng 7 trên sân Pleiku. Mời quý vị chú ý theo dõi.